Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Trên tay của mình đang là một con Samsung Galaxy Z7 Prime nhé. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn khôi phục cài đặt gốc cho cái chiếc máy này. Bây giờ mình sẽ vẽ hình mẫu để mở khóa con này nhé. Đó, vì một lý do nào đó, ví dụ là chiếc điện thoại của các bạn bị đơ lag này, hoặc là phần mềm của nó bị lỗi, hoặc là các bạn mua lại chiếc điện thoại này cũ nhé. Các bạn mua lại cũ thì các bạn cũng có cái nhu cầu là mình khôi phục cài đặt gốc cho nó. Để làm việc này thì các bạn sẽ vào ứng dụng cho mình này. Sau đó là các bạn sẽ tìm cho mình cái mục là cài đặt. Trước tiên thì tốt nhất là các bạn phải thoát hết những cái tài khoản ra nhé. Ví dụ ở trong đây mình coi. Ở đây thì không còn cái tài khoản Google và cái tài khoản Samsung nữa. Còn nếu mà còn thì các bạn phải thoát hết ra. Nếu mà các bạn lại không thoát vì lý do nào đó, các bạn không thoát được tài khoản Samsung, ví dụ có tài khoản Samsung nhé, các bạn không thoát được ra, thì các bạn cũng không cần phải thoát tài khoản ra, thì các bạn bắt buộc phải bật chế độ OEM lên nhé. Khi mà các bạn bật chế độ OEM lên thì bất kỳ tài khoản nào trên máy chúng ta cũng không sợ nữa. Để làm được việc này thì các bạn sẽ vào thông tin điện thoại cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là thông tin phần mềm. Mình sẽ bật cái tùy chọn nhà phát triển lên nhé. Các bạn sẽ bấm cho mình 7 lần vào cái số hiệu bản tạo này. Đó, đến cái bước này thì các bạn phải vẽ cái hình mẫu cho mình nhé. Rồi mình sẽ quay ra và chọn vào cài đặt cho nhà phát triển này. Đó, từ cái mục mở khóa OEM này thì các bạn sẽ bật lên cho mình nhé. Đó, lại vẽ hình mẫu này. Mình sẽ bật lên này. Tốt nhất để kiểm tra được hay chưa thì các bạn bách ra ngoài, rồi các bạn vào lại cho mình nhé. OEM đã được bật lên như này rồi thì bất kỳ cái tài khoản nào trên máy các bạn cũng không phải lo nữa nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là quản lý chung này. Sau đó là chọn là đặt lại này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là khôi phục cài đặt gốc nhé. Đó. Thì tất cả những cái dữ liệu ở trên máy sẽ bị mất hết nhé. Mình sẽ chọn là đặt lại. Còn nếu mà đây là máy của các bạn, trên máy mà có những dữ liệu gì quan trọng thì tốt nhất là các bạn phải backup ra máy tính nhé. Hoặc là các bạn backup lên đồng bộ lên mạng. Nó có rất nhiều dịch vụ đồng bộ dữ liệu lên mạng thì các bạn phải backup hết những cái dữ liệu đó nhé. Rồi mình sẽ chọn là đặt lại. Mình vẽ hình mẫu nhé. Và chọn xóa hết. Đó thì bây giờ chúng ta chỉ việc chờ đợi cái quá trình. Cái quá trình mà sau khi chúng ta khôi phục cài đặt gốc nhé, nó sẽ khởi động hơi lâu. Và cái đoạn này thì mình cũng sẽ cắt đi cho các bạn đỡ phải chờ đợi nhé. Đó thì là mình đã khôi phục cài đặt gốc của chiếc máy Z7 Prime này. Khi mà chúng ta vẫn mở được mật khẩu màn hình để chúng ta vào nhé. Còn nếu mà chúng ta lại không nhớ cái mật khẩu vẽ, hoặc là cái mật khẩu để mở khóa cái màn hình của cái con máy này, thì các bạn sẽ khôi phục cài đặt gốc cho mình bằng phím cứng nhé. Chiếc máy này thì mình đang tắt. Để khôi phục bằng phím cứng thì các bạn bấm cho mình cái 3 phím là phím nguồn này, phím tăng âm lượng này và phím home nhé. Mình sẽ phải bấm đồng thời 3 phím này. Giờ mình sẽ bấm này. Đó, các bạn cứ bấm giữ nhé. Đó, nó hiện lên hình con Android này thì các bạn nhả cả ba ngón tay ra. Sau đó là mình sẽ chờ đợi một chút. Khi mà có cái hình tam giác này hiện lên thì các bạn sẽ bấm cho mình đồng thời phím nguồn và phím tăng âm lượng nhé. Mình sẽ bấm đồng thời thì nó sẽ vào được cái chế độ recovery. Nó hơi mờ. Các bạn sẽ di xuống cho mình, dùng phím giảm âm lượng để di xuống cho mình cái mục là đây, Wide Data Factory Reset nhé. Rồi mình sẽ bấm phím nguồn này. Tiếp tục là mình sẽ di xuống, di chọn Z nhé. Và mình chọn phím nguồn này. Mình đợi một chút này. Rồi mình tiếp tục là di xuống cái mục là Wide Cache Partition nhé. Mình chọn nguồn này, chọn Z này và chọn nguồn nhé. Xong bước này rồi thì nó đang ở Zboot System Now. Các bạn chọn phím nguồn để Zboot lại máy nhé. Thì cái quá trình khởi động này, sau khi mà chúng ta khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng thì nó cũng diễn ra khá là lâu, nên mình cũng sẽ cắt đoạn này cho các bạn đỡ phải chờ đợi nhé. Ok, chiếc máy của chúng ta cũng đã khởi động lên rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ vào vài cái bước đơn giản để vào bên trong thôi nhé. Và chúng ta có thể sử dụng được máy. Các bạn chọn bắt đầu cho mình này, cái mũi tên này. Đến bước này thì các bạn sẽ kết nối vào một cái mạng Wi-Fi, ví dụ wifi của nhà mình đây nhé. Đó, rồi mình sẽ chọn tiếp theo này. Rồi mình sẽ chọn là tôi đã đọc và đồng ý mà chọn tiếp theo. Ở đây thì là nếu mà các bạn mà reset, các bạn mà vẫn mở được khóa màn hình rồi các bạn vào trong reset ấy, khôi phục cài đặt gốc nó, thì các bạn ở cái màn hình này các bạn sẽ là bỏ qua.
Còn nếu mà các bạn lại không nhớ cái mật khẩu màn hình vẽ để vào bên trong, các bạn phải bắt buộc các bạn phải khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng đấy, thì ở đây chúng ta sẽ bị dính cái tài khoản Google nhé. Nó ghi là xác minh tài khoản của bạn, thì lúc đó thì các bạn phải nhập đúng cái tài khoản trước đây các bạn nhập ở trên máy để tải phần mềm, chính là tài khoản Google đấy, thì chúng ta mới vào bên trong được nhé. Còn không thì các bạn phải xóa cái tài khoản Google đó, tức là xóa cái xác minh tài khoản của bạn đó thì các bạn mới vào được bên trong sử dụng nhé. Ở đây thì mình có cái tùy chọn là bỏ qua, mình chọn bỏ qua này, mình vẫn bỏ qua để mình vào bên trong nhé. Mình chọn tiếp theo này, đây mình sẽ chọn là không cảm ơn này, và chọn bỏ qua này, vẫn bỏ qua nhé. Mình sẽ vào nhanh để vào bên trong. Tài khoản Samsung này thì mình cũng vuốt hết xuống dưới và chọn bỏ qua này, vẫn bỏ qua này. Khám phá tính năng mình cũng vuốt hết và chọn hoàn tất nhé. Ok, như vậy là mình đã khôi phục cài đặt gốc cho cái con máy Samsung Z7 Prime này rồi. Và công việc của các bạn bây giờ chỉ là vào CH Play này, rồi các bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản cũ của các bạn. Hoặc là các bạn chưa có tài khoản thì các bạn tạo một cái tài khoản Google mới nhé, thì để chúng ta có thể tải những cái app mà chúng ta hay dùng về máy. Và mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé. Thì nếu các bạn thấy video này của mình hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.